Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 2 thành công tốt đẹp. Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã năm 2019. Trường Trung học Phổ thông Vân Hồ tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và lễ tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12. Chương trình thiện nguyện về bản em tại hai trường tiểu học và mầm non Vân Hồ. Phóng sự Bí thư chi đoàn 9X nhiệt huyết với công việc, đam mê với du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy và trên 200 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các tổ chức kinh tế trong huyện. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Vân Hồ đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, v.v. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và phát huy. Theo đó, trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ làm được 260 nhà đại đoàn kết và mái ấm tình thương cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá khoảng 80-90 triệu đồng một nhà. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ từ 20-25 triệu đồng một nhà. Quyên góp ủng hộ được 180 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, các điểm trường vùng đặc biệt khó khăn, trao 86 con bò cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, hỏa hoạn, hỗ trợ trên 800 triệu đồng cho 140 hộ gia đình có người chết, bị thương, cháy nhà, ngập nhà, sập và sạt trượt phải di dời khẩn cấp cùng hàng nghìn suất quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 7.000 cây bưởi da xanh cho 220 hộ gia đình với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 57,3% năm 2014 xuống còn 40,53% năm 2019. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy được hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Với chủ đề Dân chủ đoàn kết đồng thuận phát triển, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng như các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục củng cố, mở rộng hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và người tiêu biểu có uy tín, năng lực trong các tầng lớp nhân dân, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đại hội đã hiệp thương cử 47 đồng chí tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ khóa 2. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019. Ngày 27 tháng 5, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã năm 2019 cho 142 học viên là công an viên các bản tiểu khu thuộc 7 xã Vân Hồ, Xuân Nha,
Lóng Luông, Trường Yên, Tân Xuân, Trường Xuân và Mường Men. Theo đó, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung được quy định tại Nghị định số 111 ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, và Nghị định số 56 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111. Nghị định số 221 ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, và Nghị định số 136 ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221. Hướng dẫn điều lệnh Công an Nhân dân, công tác phân loại, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn xã, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sử dụng biểu mẫu trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý văn bản hành chính, thu thập số liệu về dân cư, chứng minh thư nhân dân. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho lực lượng công an xã nắm vững những kiến thức cơ bản về pháp luật và phương pháp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Ngày 25 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Vân Hồ đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2016-2019. Năm học 2018-2019, Trường Trung học Phổ thông Vân Hồ có 16 lớp thuộc 3 khối với 613 học sinh, 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, quan tâm đến chất lượng, thường xuyên kiểm tra đánh giá, lựa chọn học sinh và tổ chức ôn thi học sinh giỏi đối với một số bộ môn như ngữ văn, lịch sử và địa lý. Tăng cường công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, phát động các phong trào thi đua, chào mừng các ngày lễ lớn nhằm khích lệ tinh thần học tập trong học sinh. Kết thúc năm học có 269 học sinh đạt học lực khá giỏi, chiếm trên 40%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá tốt, chiếm trên 98%. Cũng trong năm học 2018-2019, nhà trường có một đề tài chiết xuất tinh dầu cây lung linh bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước của hai học sinh là Phan Thị Linh Chi và Hà Thảo Vân, đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tại lễ tổng kết, nhà trường đã tặng giấy khen cho 17 thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Cũng nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12, niên khóa 2016-2019, để các em bày tỏ lòng thành kính đến các bậc sinh thành và thầy cô đã dạy dỗ, để lại những kỷ niệm đẹp thầy học trò dưới mái trường Trung học Phổ thông Vân Hồ, nơi mà các em đã gắn bó, đồng thời tạo động lực giúp các em thêm vững tin bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia sắp tới. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Câu lạc bộ Sẻ Chia Hơi Ấm tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện, Đoàn xã Vân Hồ tổ chức chương trình thiện nguyện Về Bản Em và mang đến những phần quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh điểm trường Trường Đi 1, trường tiểu học và mầm non Vân Hồ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn thiện nguyện mong muốn được chia sẻ một phần những khó khăn vất vả đối với trẻ em vùng khó khăn, cùng các em viết tiếp ước mơ trên con đường học tập. Theo đó, tại điểm trường tiểu học và mầm non bản Trường Đi 1, đoàn đã tặng 147 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng, gồm vở viết, quần áo, giày dép và bánh kẹo nước ngọt cùng một số loại thuốc bổ, thuốc hạ sốt dành cho trẻ em. Cũng tại buổi trao quà, sau khi nghe câu chuyện của đồng chí bí thư chi đoàn Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ về em Mùa Thị Vế, cô bé bị ngã gãy xương đùi ở bản Láy, xã Tân Xuân. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đoàn thiện nguyện đã chuyển trao số tiền 1 triệu đồng để hỗ trợ và mong em sớm hồi phục sức khỏe. Về Bản Em là một chương trình hết sức ý nghĩa, đầy ắp tình thương và những nghĩa cử cao đẹp của câu lạc bộ Sẻ Chia Hơi Ấm tỉnh Thái Nguyên và Tuổi Trẻ huyện Vân Hồ dành tặng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Quý vị và các bạn thân mến,
say sưa truyền thụ kiến thức cho học trò, nhiệt huyết với các hoạt động phong trào đoàn, đam mê với du lịch. Đó là chàng trai sinh năm 1990, Đỗ Văn Đàm, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Mộc Hạ. Một thầy giáo trẻ, một thanh niên thế hệ 9X, một thủ lĩnh đoàn của các em học sinh, chính là tấm gương mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong phần cuối chương trình ngày hôm nay. Sinh ra và lớn lên ở quê hương chị Hai Nam Tấn trong một gia đình có hai anh em. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đàm làm hồ sơ đăng ký thi vào trường Đại học Tây Bắc với mong muốn sau này được cống hiến và công tác tại chính mảnh đất Sơn La, nơi mà các em học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Thi đỗ với số điểm 20, Đàm chính thức trở thành sinh viên của khoa sinh hóa. Những năm học tập tại trường, với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của mình, Đàm được tín nhiệm bầu là ủy viên ban chấp hành đoàn trường, bí thư liên chi đoàn khoa sinh hóa. Trong suốt 4 năm học đại học, cũng là bấy nhiêu năm Đàm tham gia công tác đoàn. Anh đã cùng ban chấp hành đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Các phong trào của khoa, trường, tìm hiểu về nghiệp vụ sư phạm, phòng chống ma túy học đường, hướng nghiệp, tiếp sức mùa thi, v.v. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012, tháng 4 năm 2013, Đàm được nhận công tác tại trường Trung học phổ thông Mộc Hạ, chuyên giảng dạy bộ môn hóa học. Nhớ lại những ngày đầu mới đứng trên bục giảng, Đàm cũng không thoát khỏi trò đùa nghịch của đám học trò nhất quỷ nhì ma. Không gay gắt, không nản lòng, mà thay vào đó, Đàm luôn cố gắng mang lại không khí thoải mái gần gũi với học trò, giúp các em học mà chơi, chơi mà học, tăng hiệu quả trong giảng dạy. Bên cạnh đó, Đàm cũng thường xuyên học hỏi, trao đổi nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy với các đồng nghiệp trong khoa để nâng cao năng lực của bản thân. Năm học 2016-2017, Đàm được nhà trường cử tham gia cuộc thi dạy học tích hợp liên môn cấp tỉnh. Thầy Đàm là một trong những thầy cô giáo trẻ tuổi nhất trong hội đồng giáo dục của nhà trường, nhưng là người tận tụy tâm huyết với nghề giáo dục. Trong công tác chuyên môn, thầy luôn cố gắng để đem đến cho các em học sinh những giờ dạy hay và hiệu quả nhất. Trong công tác đoàn, thì thầy là người dám nghĩ, dám làm. Cho nên, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường rất tin tưởng khi giao cho thầy trọng trách là bí thư đoàn trường. Sau một năm công tác tại trường, năm học 2014-2015, Đàm được chi bộ, ban giám hiệu và đồng nghiệp tin tưởng bầu là bí thư đoàn trường. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh, anh cùng ban chấp hành đoàn trường tổ chức và triển khai thành công chương trình Khi tôi 18 thông qua hình thức phát thanh, gửi tài liệu sinh hoạt dưới cờ, bảng tin và lễ trưởng thành Khi tôi 18, tặng bưu thiếp Khi tôi 18 cho đoàn viên khối 12 nhân dịp tổng kết năm học. Tuyên truyền, vận động và thành lập một số câu lạc bộ trong khu bán trú như hip hop, bóng chuyền, nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, được chi bộ, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đánh giá cao, sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Công tác phát triển đoàn cũng được quan tâm. Trong 4 năm, đã tổ chức lớp nhận thức và kết nạp đoàn cho 600 thanh niên ưu tú của các chi đoàn học sinh trong toàn trường, giới thiệu 7 đoàn viên đi học lớp nhận thức về đảng và đề nghị kết nạp đảng cho 6 đoàn viên thuộc chi đoàn cán bộ giáo viên. Hiện nay, Đàm còn là ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Vân Hồ, nhiệm kỳ 2017-2022, ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vân Hồ, nhiệm kỳ 2014-2019, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trường Trung học phổ thông Mộc Hạ. Dù ở cương vị nào, anh cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi gặp Đàm thì mình cũng cảm nhận rằng là Đàm là một người rất là gần gũi với mọi người. Và đặc biệt thì là mình nhận thấy rằng là Đàm là một người rất biết lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với những cái khó khăn đối với tất cả những giáo viên trong trường. Và Đàm sống ở trong trường thì ai cũng rất là yêu mến. Có những cái việc thì Đàm cũng góp ý rất là thẳng thắn, xong thì cũng là trao đổi và mọi người thì đều yêu quý cái cách sống của Đàm. Khi tham gia những cái hoạt động này em cảm thấy học được thêm rất là nhiều điều mới mẻ. Và khi mà chúng ta vừa học vừa chơi thì có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và nhớ được lâu hơn, và cũng sẽ học được thêm những nhiều cái kỹ năng mới để chúng ta có thể áp dụng sau này trong cuộc sống. Ngoài sự nhiệt huyết tận tâm khi đứng trên bục giảng và làm công tác đoàn, Đàm còn có một niềm đam mê với du lịch.
Hưởng ứng cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn lần thứ nhất do Trung ương Đoàn phát động năm 2018, anh đã lên ý tưởng cùng một người bạn là kỹ sư thiết kế. Sau 4 tháng thi công, tháng 10 năm 2018, homestay Savannah Mộc Châu của Đàm đã chính thức mở cửa và đón khách. Chia sẻ với chúng tôi về không gian và ý tưởng khi thực hiện dự án này, Đàm cho biết, homestay của gia đình có 6 phòng, trong đó có 1 phòng cộng đồng, 2 phòng dành cho gia đình và 3 phòng dành cho các cặp đôi uyên ương. Điểm thú vị đầu tiên của homestay phải kể đến tên gọi Savannah, tức là đồng cỏ. Cùng những thiết kế độc đáo lần đầu được áp dụng ở loại hình homestay, đó là phần mái của gian phòng được lắp đặt kính chịu lực kết hợp rèm tre, giúp du khách có thể ngắm bầu trời đêm ngay trong phòng. Và đặc biệt, đây là công trình được vận hành bởi đoàn thanh niên. Bên cạnh đó, anh còn thiết kế khu vực riêng để khách có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm hoàng hôn, những cánh đồng và thả hồn vào không gian yên tĩnh, trong lành, mát mẻ. Lần đầu tiên thì vào đây thì thấy là đường đi đã thuận lợi và không gian đây là khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên. Ở phía trước thì các bạn có thể nhìn thấy cánh đồng khoai tây và đồi chè rất là thoáng đạt. Có thể nhìn thấy bình minh trích bên góc phải, hoàng hôn lại trích bên góc trái. Và không gian này các bạn, đây là một bạn thanh niên cũng rất là sáng tạo, năng động trong cái thiết kế và bắt kịp được cái xu hướng của giới trẻ. Này thì về ánh sáng thì phòng ốc rất là đủ ánh sáng. Các bạn đã tận dụng được cái ánh sáng trực tiếp kể ở trên và ở ngang cái diện tích phòng. Trong phòng để bố trí đủ oxy, cây xanh, thân thiện với môi trường. Với tinh thần mình là thủ lĩnh đoàn, trong các cuộc họp thì tôi cũng đã thường xuyên nêu ý kiến đó là thủ lĩnh đoàn cần phải đi trước trong việc phát triển kinh tế. Và tôi là một thủ lĩnh đoàn của các em học sinh nên tôi đã mạnh dạn đi trước trong cái việc kinh tế tại địa phương gắn liền với du lịch bản địa. Để khi mà đoàn viên thanh niên khởi nghiệp ấy thì mình sẽ lúc đó đã sẽ có kinh nghiệm cũng như là có một chút kiến thức để có thể là hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Là đại diện duy nhất của tỉnh đoàn Sơn La lọt vào vòng 2 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn lần thứ nhất do Trung ương Đoàn phát động. Thầy giáo trẻ, chàng bí thư thế hệ 9X Đỗ Văn Đàm đã khẳng định sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, luôn sẵn sàng tiên phong và đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của thanh niên Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ hy vọng sẽ tiếp thêm ngọn lửa chinh phục ước mơ cho các em học sinh trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Chúc các em sẽ có kết quả cao tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Cao đẳng, Đại học. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.